nắng chang đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng chang đừng lo lắng cười lên và gió qua tan cày hỏi trong tiếng trẻ thơ đủ vui và nắng trên lá cà ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhạc cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca từ nơi đầu xa mình mong sống về nơi đồ cao mãi mãi trắng một vòng tay đối tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người xuyệt tay đón nắng mai của trong mơ bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Yeah. Anh em Duyên Ly và Yêu Bay xin kính chào các anh chị ạ. Việt Nam vô địch. Đêm nay là một đêm thật là tuyệt vời với cả nước Việt Nam khi mà đội tuyển Việt Nam đang chiến đấu để mà giành chức vô địch trong cuộc thi SEA Games 31. Hỏi trong tiếng trẻ thơ đủ vui và nắng trên lá xe ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca từ nơi đầu xa mênh mông sống về nơi đồi cao bay mây trắng tay nói cho Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời sẽ tay đón nắng mai cửa trong mơ bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ xanh thơm hương lúa về nơi nhạc cao xe răng phố hòa một niềm tin gieo ca từ nơi đã xa mênh mông sống về nơi đời cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong má bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam vô địch, Việt Nam mãi đỉnh mọi người ơi. Các anh chị ơi, mình mua hàng để số, còn không thôi thì lì xì mạnh mẽ. Bài gì tiếp đi ta? Đêm nay chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có một chiến thắng rực rỡ cùng với hai đứa em nha. Anh chị mình cùng đồng hành với hai đứa em cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam nha cả nhà. Đúng rồi các anh chị. Lì xì chia sẻ sai hai anh em ngày hôm nay. Hello chị Huyền nha. Hello chị Huyền Mai. Hello anh Lê Văn Hai. Hello Phan Thắm Hồng hey. Nha. Hello chị Nguyễn. Hello chị Huyền. Cảm ơn cả nhà mình. Nhạc dở vô. Hello Nhật Lệ nha. Dòng máu lạc hồng, máu lạc hồng 4.000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi sông lạc hồng, nòi sông lạc hồng, dòng dòng tim, dòng dòng tim ở đời đất mình. Nhịp trong hào hùng mãi còn vang. Bao lớp người đi xa nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già
đừng đợi con tạc vào xứ xa hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Hey! Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch, chiến thắng. Đêm nay nếu mà đội tuyển Việt Nam chiến thắng thì chắc chắn là bão sẽ rất là nhiều nha cả nhà ơi. Chắc là bão rồi, cái này là bão, tụi em đi hát về tụi em bão luôn. Bão luôn. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi sông lạc hồng, sông lạc hồng, giống dòng tiên, giống dòng tiên bao đời đất mẹ. Nhịp trong hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi xa nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Bài gì để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam mình nữa đi. Lên đi. Coi bài nói cái bài gì rồi. Việt Nam. Cảm ơn cả nhà mình chia sẻ cho hai anh em để ba cùng rực rỡ với đội tuyển Việt Nam. Đêm nay sẽ có một chiến thắng thật là ngoạn mục nha cả nhà. Đúng rồi mọi người. Đêm nay nếu mà chiến thắng thì sẽ là một cái cơn bão lớn cho toàn thể đất nước Việt Nam cả nhà ơi. Việt Nam ơi, cố lên đi ạ. Việt Nam, cố lên nào!
nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiếng lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây xa sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn thuyền Việt Nam hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Qua bóng trên sân vừa lặng là tim người hâm mộ lặng, hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh, Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên, Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam trong con sông tiền, Việt Nam, Việt Nam qua tiền quyết thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Hey, bà Micro lớn lên kìa. Hết cỡ rồi chị ơi, hết cỡ rồi anh ơi, trời ơi. Yeah. Hôm qua thì đội tuyển bóng đá nữ của mình đã giành chức vô địch SEA Games 31 rồi. Mong là hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành luôn cho đủ một cặp nha cả nhà. Hy vọng là hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành luôn cho một cặp luôn cho Việt Nam nha. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế, phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn thuyền Việt Nam hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quá bóng trên sân vừa lặng là tim người hâm mộ lặn, hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Hey! Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh, Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên, Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam cháu con rồng tiền, Việt Nam, Việt Nam qua tìm quyết thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Một chút nữa thôi, anh chị gia đình mình sẽ có kết quả ngay là đội tuyển Việt Nam mình sẽ chiến thắng rực rỡ. Em đem xong rồi, đem theo thẳng hết mọi người, chứ em đi làm về cái làm đi luôn. Người ta gọi là song hỷ lâm môn, nữ vô địch, nam cũng vô địch cả nhà ơi. Nào chẳng bằng chiến thắng, dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn thuyền Việt Nam hãy đứng tìm và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng trên sân vừa lặng là tim người hâm mộ lặng, hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh, Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên, Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam trong con rồng tiền, Việt Nam, Việt Nam qua tìm quyết thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Hey! Yeah, yeah, yeah! Hôm nay mà không đi hát, không mà làm việc thì tụi em cũng đi xem đá banh của bộ vô địch tuyển Việt Nam cả nhà ơi. Không sao, tụi em cổ vũ tinh thần đi mọi người. Mọi người cũng cổ vũ tinh thần với tụi em đi ạ. Thật sự hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Em nói chị Châu. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn thuyền Việt Nam hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Qua bên vừa là tim người hâm mộ lặng, hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh, Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng, đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên, Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên, Việt Nam, Việt Nam cháu con sông tiền,
Việt Nam, Việt Nam quả tim quyền thắng, đội tuyển đã mong Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam cuộc tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng, đội tuyển đã mong Việt Nam tiến lên. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam cháu con dòng tiền. Việt Nam, Việt Nam quả tim quyết thắng, đội tuyển đã mong Việt Nam tiến lên. Hey, xin rất banh đen không sao mọi người, tụi em cổ vũ tinh thần mà mọi người. Hết mình. Không đi xem được thì hai đứa em ngồi đây, hai đứa em hát hết mình cho cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cùng với anh chị của mình nha. Nối vòng tay lớn karaoke. Thực sự là rất muốn đi xem luôn, hòa mình trong cái không khí mà cả nước đang... Tôn nữ hãy. Cả nước đang hòa mình vào cái không khí sôi động cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thì hai đứa em ngồi đây cũng nói chung là không xem được, nhưng mà sẽ cập nhật cùng với anh chị những cái tỷ số bàn thắng nha. Anh chị mình nhớ cập nhật cho hai đứa em biết nha. Ngồi đây nhưng mà rất là vui cả nhà ơi. Nối vòng tay lớn mọi người, Bắc Trung Nam mình là một nhà. Một nhà nha mọi người ơi. Hey! Đàn em của thằng Linh Châu. Một mình tao chấp hết. Một mình tao chấp hết. Một mình đội tuyển Việt Nam chấp hết. Anh chị mình mua sản phẩm thì cứ lên số điện thoại nha anh chị ơi, tụi em hát một bộ cho anh mình hết mình ạ. Dừng nói giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối xóa đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng lồi. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời. Người chết nói linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc và Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Nối đời, nối đời vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vùng Việt Nam. Hey! Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Yeah. Ok, ok luôn, lát còn sang bài đó luôn. Yeah. Lizzy chia sẻ đi mọi người. Hello, hello anh chị mới vào ạ. Việt Nam cố lên. Chia sẻ cho hai anh em cả nhà ơi, chia sẻ. Bắc Trung Nam mình là một nha. Yeah. Từng nối giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp máu nhưng như bao cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối xóa đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng lồi. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời. Người chết nối linh tin vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam. Cờ nối xóa đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng lồi. Dừng tình người trong ngày mới, xuân sao vời vời. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi, nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Nối đời nối đời vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam. Con dấu rồng, con rồng cháu tiên, và đúng rồi, rất tự hào Việt Nam ơi.
Vâng, và sau đây sẽ là một ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân tặng cho đội tuyển Việt Nam. Có không? Hả? Bác đang cùng chúng cháu hành quân karaoke. Lạ vậy? Cái nào vậy? Cái này à? Ừ, chơi luôn. Và sau đây sẽ là ca khúc tặng dành cho đội tuyển. Tình yêu đang cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. À, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị. Tuyệt vời cho mọi người. Mình hay quá. Dòng máu là hồng mà hát rồi nha chị ơi. Dòng máu là hồng hát rồi mọi người. Tư vấn cho anh chị. Đúng rồi. Tận tình. Giờ thì chúng ta cùng quẩy thôi. Cảm ơn Nguyễn Thu. Một hộp collagen sủi giảm 166.000 nha. Đúng rồi ạ. Mình mua một hộp collagen sủi bất kỳ được giảm 166.000 nha cả nhà ơi. Hãy lắng nghe cùng nhà. Cảm ơn chị Lê Thị Cúc ạ. Bừng lên rồi dành ngất ngây. Chân vui bước mê say. Đôi cùng tim cùng xin ông cháy. Nhớ nhé anh hơi người. Mình bay kề vai đắm say. Cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dân ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lăng lơ, ánh mắt anh say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi, người yêu ơi. Nào cùng vui lên ai. Ba con lên game, cảm ơn Cúc Cúc. Nào cùng vui lên nay, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Cha cha cha, cha cha cha, hát lên anh ơi. Khúc ca đồng say tuyệt vời, oh, oh, oh. Khúc ca đồng say tuyệt vời. Hey. Lên đi mọi người ơi. Nôn đi bão quá. Không biết là nãy giờ có vô trái nào chưa nữa. Anh chị cập nhật tỷ số giúp hai đứa em nha. Cũng hóng lắm á. Đang vui mà hát bài giả từ trời buồn dữ vậy. Mặc dù là ngồi ở đây nhưng mà vẫn là hóng kết quả nha cả nhà. Cập nhật tỷ số giúp em nha. Xíu xíu. Đến với em hơi người. Ta sẽ nắm bên nhau. Rồi mai người đi xa. Còn lại gì trong ta. Đến với em hơi người. Ta sẽ nắm bên nhau. Rồi mai người đi xa. Tình yêu rồi sẽ qua. Yêu anh, yêu anh đậm sâu. Yêu em đậm sâu. Yêu anh dài lâu. Người ơi, người ơi, có hay hãy đến với em. Hãy đến với nhau. Tài Loan nhắn tin cho em đi chị. Hãy đến với nhau một lần người ơi. Dù biết chỉ là một lần rồi thôi. Sao anh vội đi, sao anh vội quên. Cảm ơn cả nhà. Sao anh vội xa hơi. Hãy nói với nhau một lời người ơi. Dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi. Sao người ra đi, sao đến chia ly.
nôn nao của gì mà ngồi. Yeah, cảm ơn anh chị mình đã cập nhật tỷ số giúp em nha. Cảm ơn anh chị. Có thì anh chị mình thông báo giùm em nha. Cái bài gì để mà quẩy tiếp cho mọi người? Đang hóng lắm cả nhà ơi. Bài gì để quẩy tiếp ta? Hôm nay mình phải chơi nhạc sung nhạc vui để mà ủng hộ tinh thần chứ, mình phải quẩy lên hết mình. Trang giấy trắng karaoke. À quên, nó tung nữ rồi. À còn nó không ra nè. Ở anh chị rồi, anh chị. Are you ready? Lên. Hey hey. Việt Nam mãi đỉnh. Ô mặc do anh không? Hay không? Are you ready? Em nhớ lúc mới biết yêu lần đầu. Tìm tới trong xanh như trang giấy trắng. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp. Trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu. Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chẳng dễ chứng đó đến đây hao gầy. Vì em xa anh ra đi chân ơi. Em ngỡ ở đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà vì sao em xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau em chờ hoài chẳng thay. Anh hơi trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi bên kia. Để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe. Chỉ riêng tôi em mãi mong chờ anh. Mà sao anh nhớ người về mà tình không về. Người về mà tình không có về. Sẽ rớt mặt tẩy được chết là 250 nha chị. Mua 2 tặng 1, cứ mua 2 sẽ được tặng 1 miễn ship. Yeah. Yeah. Mua máy mới đi chị Minh Tâm. Máy nó bị đứng, nó chắc máy bị hư rồi. Rồi mọi người lên số đi mọi người. Ủng hộ tinh thần của em đi mọi người. Em nhớ lúc mới biết yêu lần đầu. Sao em? Tình ta trong xanh như tràn xích trắng. Xích trắng xanh trắng. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp. Trong đất có hai trái tim kẹp bên. Nguyện thề đi trên chung con đường yêu. Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chẳng giấy trắng đó đến đây hao gầy. Vì em sợ anh ra đi mãi mãi. Em ở nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Còn đây. Mà người xa em xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau em chờ hoài chẳng thấy. Anh hỡi, mãi mong người trở về. Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ. Một ngày như thế. Đến bây giờ người về. Người lại bước đi bên nơi bên kia. Để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe. Chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh. Mà xa anh nỡ. Người về mà tình không. Mãi mong người trở về. Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ. Một ngày như thế. Đến bây giờ người về. Người lại bước đi bên nơi bên kia. Để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe. Chỉ riêng mỗi em mà
tiền không thấy về. Đúng là idol sung sướng nha, idol ở nhà có đá banh người đó trời sung sướng idol. Idol lên em. Hiệp 1 không không phải mọi người. Trời ơi em nôn đi bảo mọi người ơi. Người về mà tình không về. Mất sắc nôi. Yumi và Nhiên Ly. Dinh xịt dơ. Cảm ơn mọi người. Thôi. Trai thời nay. Thôi con trai thời nay đi. Con trai thời nay karaoke thôn Nam. Của sếp. Bài này bữa nghe sếp hát. Đấy à? Không. Dưới kìa. Ừ. Đấy à? Ừ. Đó đi. Không có thông hả? Không. Yeah, con trai thời nay là phải làm đẹp. Ok, Hải Yến cứ lên số điện thoại nha. Và Hải Yến chốt đơn với chuyên viên giùm nha Hải Yến ơi. À, Yến ơi, có kem chị nám và kem dưỡng trắng. Có chị. Chị cứ để số đi, em tư vấn chị tận tình luôn á chị. Nam Nghiêm ơi, nám là 950, chị để số đi, em tư vấn tận tình. Yeah. Yeah. Có tông chưa? Đang dò nè. Anh chị biết bài này bài gì không ạ? Hôm nay trời đẹp và xinh xinh, và quán cà phê với người tình. Cầm telephone anh riêu gì, hỏi thăm một người tình thứ hai. Con trai thời này thích đổi thay, thấy người con gái muốn quen liền. Muốn được tìm em trong giây phút, để rồi sau đó nói chia tay. Hai hai sao nó mặc chị Nguyễn Thủy ơi, để số đi Thủy ơi. Con trai thích đôi thay. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó lại chia tay. Oh, con trai thích ngày mai. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye. Bye bye. Bye bye. Cô em dịu dàng và xinh xinh, ngược quán cà phê có một mình. Thì chắc cô em đang bối rối, tình yêu tuyệt vời được tái sinh. Con trai thời này thích đùa vui, thích được âu yếm thích chung tình. Thích được dòng chơi bên duyên mới, vì đời ngàn trái lắm em ơi. Hey. Bạn em nghe sếp hát hay lắm mọi người. Mà bữa nay mới hát thử. Con trai thời nay phải làm đẹp nha. Việt Nam, non lá. Nhìn mày số mũi. Cái gì à? Cần nó. Em đang nóng nè. Con trai thích đôi thay. Con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó lại chia tay. Oh, con trai thích ngày mai. Con trai yêu ai thì vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye. Bye bye. Ta buồn vì là chưa yêu. Ta cho đi chứ không suy tính bao giờ. Yêu người vì tình đời trái ngang. Yêu cho quên hết đi
bao nỗi ưu phiền. Hey! Buồn, buồn vì là chữ yêu, yêu cho quên hết đi bao nỗi ưu phiền. Nón đẹp mọi người. Nón đẹp quá. Nó có 102 đi, trời ơi. Anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm bên em thì anh chị cứ lên số nha. Tụi em hát thì hát, mà sẽ có chuyên viên gọi điện cho anh chị mình để mà tư vấn về sản phẩm cho anh chị mình. Cho nên là anh chị đừng có lo lắng nha cả nhà ơi. Nghe cứ, chị idol. Cứ lên số. Đúng rồi, chị giàu. Không có sợ gì hết nha. Giàu, y chang luôn. Mọi người muốn hẹn mọi người để tối mọi người nha, đặc biệt là collagen hỗ trợ làm đẹp cực kỳ hiệu quả luôn. Collagen nhà em thì có dạng viên và dạng sủi. Viên thì là 790.000 một hộp, là collagen viên DC Plus nhà em, một hộp là 790, mua 3 hộp là 2.370.000. Nhà em tặng ngay cho mình một hộp sủi trị giá 1.1 triệu để mà trải nghiệm với mọi người nha. Hộp này bán lẻ 1.1 triệu một hộp, còn mua 3 hộp này, mua 3 hộp viên em tặng cho mình luôn. Đó, tặng cho các anh chị trải nghiệm đó. Còn mua một hộp thì bên em sẽ giảm giá cho mình 166.000. Một hộp viên được giảm 166.000, một hộp sủi được giảm 166.000. Đặc biệt là mua 3 hộp sủi được tặng thêm một hộp, mà còn được tặng một phần quà. Quà các anh chị không lấy có thể đổi ra 166.000 nha mọi người nha. Mọi người mua hàng thì để số đi mọi người ơi. Thời này là con trai là phải đẹp, con gái đẹp, con gái đẹp là bình thường rồi, con gái làm đẹp là bình thường rồi, con trai làm đẹp vẫn bình thường luôn. Cái chương trình mà khuyến mãi tri ân khách hàng nó chỉ diễn ra trong tháng này thôi nha cả nhà. Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 là hết rồi, cho nên là anh chị mình những trước giờ những tín đồ của collagen mà chưa có trải nghiệm qua cái dòng collagen sủi bên em thì mình nhanh tay mình mua 3 collagen DC Plus 790.000 một hộp. Mua 3 hộp mình sẽ được tặng một collagen sủi cho anh chị mình trải nghiệm thử nó nha. Anh chị mình đang bị những cái tình trạng gọi là sạm nám tàn nhang, da không đều màu, không trắng sáng, hoặc là bị nhăn da thì có thể thử dùng qua cái dòng collagen bên em. Anh chị mình thử dùng nó coi nó tốt hay là như thế nào thì anh chị mình tự trải nghiệm nó. Tại vì là collagen bên em là sản phẩm hỗ trợ cho anh chị mình gọi là tẩy tế bào da chết trên mặt á, để mà nó sản sinh ra tế bào mới, nó giúp cho da của mình tươi trẻ hơn anh chị ạ. Cho em hỏi tăng cân mọc đà với ạ. Tăng cân mọc đà nhà em thì trước giờ nó là thảo mộc rồi. Ngày nào tụi em cũng tư vấn, cho nên những anh chị nào khách cũ thì đã quá biết với sản phẩm nhà em. Còn những anh chị nào mà mới vào mình không biết thì em xin phép được tư vấn chút xíu về sản phẩm mọc đà nhà em nha. Mọc đà nhà em là 100% nó chiết xuất từ thảo mộc như là mã đề nè, tảo xoắn nè, ca phục linh, mầm lúa mạch. Công dụng của mọc đà nó chủ yếu là bồi bổ lại sức khỏe của mình, giúp mình ăn ngon miệng hơn, ngủ được ngon giấc hơn những anh chị. Còn cái việc mà tăng nhiều hay là tăng ít là tùy vào cơ địa của mỗi người, không có cơ địa nào mà giống cơ địa nào hết. Có nhiều cơ địa nó hấp thu chất dinh dưỡng nhanh, nó tăng được 5-6 kg là chuyện bình thường. Có nhiều cơ địa nó hấp thu chất dinh dưỡng kém, tăng 2-3 kg cũng là chuyện bình thường các anh chị. Nhưng mà em xin nhắc lại là mọc đà nhà em nó tăng cân chậm. Chậm nhưng mà chắc như các anh chị, chứ không phải uống một tuần mà lên 3-4 kg, không có. Sản có. Phẩm nhà em không có làm như vậy. Những anh chị nào muốn tăng cân nhanh thì thôi, đi kiếm sản phẩm khác giúp em. Nhà em không có sản phẩm nào mà làm cho các anh chị tăng cân nhanh nha. 350.000 một hộp, người lớn, trẻ em sử dụng chung. Các anh chị biết trẻ em mà sử dụng được là các anh chị biết cái chế độ lành tính của nó như thế nào rồi. Vì nó là thảo mộc, 350.000 một hộp, 2 hộp là còn 600.000. Đúng rồi ạ. Thảo mộc không phải là thuốc, không phải là thuốc trị bệnh. Không thay thế được cho bữa ăn hay là thuốc nha cả nhà. Chị Thu Hà, chị mở tivi, chị coi đá bóng xong kiểu điện thoại chị xem tụi em. Chị bỏ đi buồn chứ hả? Một sản phẩm thảo mộc giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ cho mình ăn ngon, ngủ ngon hết sức có thể và lên ký một cách đều đặn, một cách an toàn, hiệu quả cho anh chị mình nha. Đúng rồi. Chứ không có thúc ép cho anh chị mình lên ký, không có tích nước, trữ nước, không có tác dụng phụ nhiều cho anh chị mình. Nói chung là an toàn tuyệt đối. Anh chị nào muốn lên ký một cách khỏe mạnh, một cách gọi là an toàn thì mình nên chọn thảo mộc bên em. Còn anh chị mình muốn lên ký một cách nhanh chóng, uống vào là lên liền, không cần ăn cũng lên ký, thì đây là không phải là sản phẩm mà hỗ trợ cho anh chị mình nha. Nó là thảo mộc tự nhiên giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon thôi ạ. Các anh chị này mình cần được bồi bổ sức khỏe nè, muốn làm đẹp da nè, thì mình cứ nhanh tay để số. Để số không phải nhà em chốt đơn hàng liền đâu, mà nhà em còn có các anh chị chuyên viên, nhân viên gọi điện tư vấn. Một lần nữa, thật sự các anh chị hiểu rõ về sản phẩm nhà em thì mình mới quyết định mua. Mọi người có quyền nha mọi người nha, không có ép buộc gì mọi người. Cứ để số đi. Mọi người ơi, cái gì à? Cái nào? Để số nha mọi người. Mọi người đi xem hiệp 2 hả? Dạ, nhớ có kết quả báo cho tụi em biết chứ, em nôn quá.
Anh chị mình chắc là đang xem đá banh, gọi là đang gây cấn hiệp hai, rất là gây cấn. Đúng rồi, hiệp hai rất là gây cấn. Cho nên lẽ giờ mình mở trực tiếp mình để đây. Cảm ơn chị Cẩm Lộc đã thấy số của mình. Anh chị mình mua một cái sản phẩm mà bên một cái nơi gọi là uy tín thì anh chị mình cứ yên tâm mà sử dụng nha. Tại vì mình mua hàng á, mình mua một cái chỗ mình không biết á, thì mình sợ. Chứ mình mua một cái nơi uy tín, một cái nơi có thương hiệu thì mình đâu có sợ gì đâu. Mình mua mình an tâm mình sử dụng. Rất là nhiều anh chị phản hồi. Chứ không phải là tụi em là lên bán, là bán hàng không chất lượng cho anh chị mình và một cái nơi không đáng tin cậy. Bên công ty em anh chị mình bỏ tiền ra mua thì gọi là cái chữ uy tín và cái chữ chất lượng nó đi kèm với nhau, đi song song với nhau nha. Cho nên là anh chị đừng lo lắng về cái vấn đề đó. Mình bỏ tiền ra mình phải sử dụng đúng cái chất lượng của nó và cái sản phẩm của nó đi ạ. Dạ, cảm ơn Cẩm Lộc là thấy số của Cẩm Lộc nè. Ở mọi người cứ yên tâm. Một bộ hát ở nhà em hết không, không có bán mít mọi người. Mọi người mua hàng thì mọi người nhớ để sới mọi người nha. Xịt tóc nha, em cũng có nè. Những anh chị nào mà hay làm tóc nhiều á, ví dụ như mình dũi, mình uống, mình nhuộm, mình làm tùm lum là tóc mình á, tóc của mình nó bị sơ rối, nó bị gãy rụng, nó bị hư tổn á, thì mọi người có thể sử dụng xịt mọc tóc giúp em. Anh chị thấy tóc em hay làm, em làm là chùm làm tóc luôn á, ngày một tận ngày em làm một kiểu, em ép, em dũi, em uống, làm tùm lum hết, nhưng mà nhờ có xịt mọc tóc nên tóc em mới đỡ hư đó mọi người. Nó vừa kích thích nang tóc, làm cho những anh chị nào mà bị tóc thưa, tóc không được mọc dày đó, nó sẽ được mọc nhiều hơn, mọc tóc nhiều hơn mọi người. Chỉ xịt tóc thôi nha, 680.000 một chai, mua ba được tặng một miễn ship. Xịt mọc tóc hỗ trợ cho những anh chị nào bị gãy rụng, sơ rối tóc và tóc mọc không đều á, thì mình có thể sử dụng được nó, chứ không có dành cho những anh chị mà bị hói là không rồi. Hói bẩm sinh. Hói tại vì hói là không còn để mà nâng tóc, để mà nó kích thích nữa. Đặc biệt hồi đó em bị gọi là ghi chán bờ liếm á, hai bên nó bị tóc nó bị thưa nè. Em xịt nè, em xịt bây giờ nó tóc con ra quá trời luôn mọi người. Tóc con ra quá trời luôn giờ. Em ngưng rồi đó. Duy Ngọc Đặng collagen mình để lại số điện thoại giúp em nha chị ơi. Để lại uống số điện thoại. Bao lâu thì da cải thiện? Uống một hộp rồi chị. Nếu như chị sử dụng collagen sủi, chị uống một hộp hai hộp thì chị thấy da chị nó cải thiện hoàn toàn rồi chị. Chị muốn đẹp chị phải duy trì. Đúng có rồi. Tiền điều kiện càng duy trì thì da mình nó càng đẹp, tại vì càng lớn tuổi thì da mình nó càng xấu mọi người ơi. Nếu mà chị có điều kiện chị nên dùng cái sủi này trước nha. Một hộp. Nên dùng cái sủi này trước tại vì nó là cái dòng cao cấp nhất bên em, cái hàm lượng collagen trong mọi gói nó rất là cao. Và chị uống cái này trước và nó sẽ sản sinh hấp thụ collagen nhanh chóng, giúp cho mình hiệu quả nhiều hơn. Khi nào chị uống mà cảm thấy là ok rồi, chị có thể chuyển qua duy trì bằng những dạng viên như thế này. Đúng rồi. Còn nếu mình uống cái này cũng được nhưng mà nó sẽ hơi lâu một xíu. Nói chung là tại vì là cái hàm lượng collagen của nó chênh lệch nhau một xíu cho nên là nó không có được gọi là giá nó cũng khác nhau á. Hộp collagen viên là bao nhiêu? Viên như thế này là 790 á chị. Chị mua một hộp em giảm chị 166.000. Nhà em nó có chương trình được kéo dài tới 16 tháng 6 là một hộp này em giảm chị 166.000. Chị mua 3 hộp này em tặng cho chị một hộp sữa để chị trải nghiệm nha. Mai Thủy, cảm ơn Mai Thủy nè. Collagen sủi, collagen cao cấp nhất bên em, chiết xuất từ da cá và nhập khẩu từ Pháp. Chị mới mua 3 hộp collagen sủi được tặng một hộp. Giờ chị muốn mua nữa, có được để lâu được không em? Được chứ chị. Hàng em là cái đát nó dài lắm mọi người. Đúng rồi. Mua 3 hộp collagen sủi, 3 hộp collagen sủi một hộp uống được có 20 ngày thôi. 3 hộp được 60 ngày. Trời ơi, vô tư vô sức chị mua thêm đi. Tại vì bên em, nhà em nó hiếm khi có chương trình mà nó kéo dài như vậy lắm. Và hiếm khi nhà em được khuyến mãi collagen đó mọi người. Chứ mọi người mua hàng nhanh, tranh thủ trong cái dịp này nè. Mình mua nha. Cảm ơn Huyền Đào nè. Mọi người mua hàng lên store đi mọi người ơi. Mấy bài tao mới chết này hay quá. Cảm ơn mọi người mua hàng nhớ để số với mọi người nha. Ngôi nhà hoa hồng karaoke thôn xong ca. Mọi người mua hàng để sớm mọi người. Trời ơi, cái view nó chán chưa? Chắc hôm nay tụi em ọc sớm quá. Cái nào nhờ biết nào nó chắc cái này hay hơn nha. Giờ này đang tập trung vô đá bóng hết rồi. Độc thoại hả? Mà ngày xưa đôi ta bước chung đường. Em bị đau họng mà người em ngậm kẹo của ba mẹ em gửi cho em á. Cái hát bài này nữa tụi em xin kết thúc livestream mọi người ơi. Em mơ ngày xưa đôi ta vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật em, nói với em đây là dòng suối mơ.
em không quên hello, ngày xưa đôi ta bước chung đường hai hàng cây xanh lá cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tìm em mềm mại mỗi khi nhìn thấy anh em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui những kỷ niệm sau yêu ngỡ như đã mua vui nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe cảm ơn các anh chị. Đừng quên là các anh chị mình mua hàng cứ để số mọi người nha. Trong bài hát này chắc là hai anh em xin kết thúc live stream mọi người ơi. Hai tụi em đi còn vài phút nữa gì sau này gì gọi là gì? Vài phút cuối em đi xem nè. Không kịp sau này. Còn vài phút sau này, vài phút cuối kìa. Em nói mọi người ơi. Về lại nơi đây vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy vẫn trong lành như tình yêu của anh và em vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương anh không quên vườn hoa năm xưa có một người luôn cười khi anh đến có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn và yêu anh một tình yêu thủy chung làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua bỗng dáng em hiền thước tha giữa mùa sớm hồng hoa cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa câu tình yêu khi xưa anh in sâu thật sâu nghìn trùng mây xa cánh có ai còn nhớ chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào dạ xin cảm ơn mọi anh chị một lần nữa rất là nhiều và chắc là bây giờ thì thôi hai anh em Nhiên Ly và Yến Du My xin gửi lời chào tới các anh chị rồi các anh chị ơi tiếc nuối lắm nhưng mà thôi các anh chị mình thông cảm cho hai anh em nha. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất nhiều. Và nếu như hai anh em kết thúc live stream thì mọi người vẫn có thể để lời số bên dưới được nha mọi người nhé. Bây giờ xin chào. Bye bye cả nhà mình nha. Đi xem đá bóng á. Em đi đây mọi người ơi. Xin chào.